đại đức tăng ni. Kính thưa tất cả quý vị đại biểu và quan khách, chương trình ca nhạc chào mừng Phật đản Phật lịch 2559 dương lịch 2015 giao lưu nghệ thuật lời con của Đức Phật, chủ đề hạt bụi từ bi. Giờ đây chương trình xin phép được bắt đầu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa tất cả quý vị đại biểu quan khách đã có mặt tại chương trình ca nhạc giao lưu với chủ đề Hạt Bụi Từ Bi, để nhằm đón chào đại lễ Phật Đản Phật lịch 2559 dương lịch 2015. Lời nói đầu tiên cho phép Gia Luật và Mai Phương xin thay mặt ban tổ chức chương trình gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa tất cả quý vị và đến tham dự chương trình văn nghệ của tối đêm nay, ban tổ chức chương trình xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của tất cả quý vị đại biểu, quý vị khách quý đã tham gia chương trình. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Thanh Ngọc, Nguyên Phó Ban Tài chính Kinh tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban tổ chức. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu Đại Đức Thích Thiện Giác, Phó Ban tổ chức, Cố vấn nghệ thuật. Xin được trân trọng giới thiệu bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên Phó Chủ tịch nước. Đại Đức Thích Giác Thiện, Phó Ban tổ chức Cố vấn nghệ thuật. Xin được trân trọng giới thiệu ông Võ Văn Thiện, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu bà Trương Thị Nở, Phó Ban Từ thiện Hội Phật giáo Việt Nam. Và về phía Đại sứ quán, xin được trân trọng giới thiệu ông Sim Sohom, Tổng lãnh sự quán Campuchia. Xin được trân trọng giới thiệu ông Rajesh Dvivedi, Phó Tổng lãnh sự quán Ấn Độ. Và giờ đây, chúng con xin được cung thỉnh Đại Đức Thích Giác Thiện, Phó Ban tổ chức Cố vấn nghệ thuật, phát biểu khai mạc chương trình. Xin được cung thỉnh Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch trên Chư Tôn Hòa Thượng chứng minh Hòa Thượng Thích Thanh Ngọc, Nguyên Phó Ban Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng Chư Tôn Hiền Đức Tăng Ni. Kính thưa bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ông Võ Văn Thiện, Ủy viên Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban Công tác phía Nam, Ủy ban Mặt trận Trung ương Tổ quốc Việt Nam. Ông Sim Sohong, Tổng lãnh sự quán Campuchia, bà Simata, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ, và cùng toàn thể quý đạo hữu Phật tử hiện nam tín nữ xa gần đã có mặt trong buổi chương trình Hạt Bụi Từ Bi hôm nay. Hạnh phúc thay chư Phật ra đời, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu, một hạnh phúc vô biên không tả cho nhân loại. Cách đây hơn 2650 năm, tại thành Ca Tỳ La Vệ, xứ Ấn Độ, có Thái tử Tất Đạt Đa ra đời. Và Ngài chính là một bậc vĩ nhân của nhân loại, bậc thánh triết của thế gian, là sứ giả hòa bình cho thế giới. Đại lễ Vê Sắc, một lần nữa, thế giới con người, các nhà khoa học đã phải cúi đầu trước những giá trị thành tựu của khoa học mà minh triết của Đức Thế Tôn là ánh sáng, là chân lý đúng đắn nhất. Dấu ấn lịch sử này được tôn vinh với Ngài, và những giá trị cao quý nhất của con người hôm nay và mãi mãi. Được sự cho phép
của Đảng, Nhà nước và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, toàn thể Phật tử tín đồ trong cả nước cùng hòa theo không khí cả nước đang đón mừng 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975-2015. Hội Doanh nhân Phật giáo, nhân sĩ trí thức Phật tử đã long trọng tổ chức chương trình tôn vinh ca ngợi ngày đản sinh của Đức Phật, bậc thầy của trời người, bậc xuất thế gian của nhân loại. Ý nghĩa cao cả của đêm ca nhạc kỷ niệm Phật sinh 2559-2015 với tiêu đề Hạt bụi từ bi do Hội Doanh nhân Phật giáo tổ chức, đó là để tỏ lòng cúng dường bậc thánh triết, bậc thầy vô thượng, và cũng là cơ hội để tất cả chúng ta bày tỏ sự đoàn kết thân ái giữa các tôn giáo, quốc gia, đảng phái, hội đoàn, và nhất là giữa con người đối với con người, phải hiểu nhau hơn, phải thương nhau hơn, phải đoàn kết nhau hơn để xây dựng hạnh phúc của tự thân, gia đình và hòa mình với xã hội. Đó là thông điệp, là kim chỉ nam, là chân lý muốn đem đến cho loài người. Bảy đó sen vàng nâng gót tịnh, 3000 thế giới đón Như Lai. Ngài đã đem chân lý cho loài người, đem ánh sáng hòa bình cho nhân loại. Giờ đây tất cả chúng ta hãy lắng động tâm tư, tình cảm, niềm hân hoan để cùng hòa nhập vào dòng chảy suối nguồn từ bi mà ban tổ chức đã ôm ấp một chương trình thật công phu hoành tráng để cúng dường Đức Phật và cống hiến cho tất cả chúng ta có mặt ngày hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin tri ân đến Đảng, Nhà nước, Chính quyền, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa Thông tin Rạch Hát Bến Thành, Ban Văn hóa Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh cùng các mạnh thường quân đã chung tay góp sức với tất cả các Phật tử hiện diện có mặt hôm nay. Lời cảm ơn sâu sắc nhất, cầu mong thế giới hòa bình đón ngày Phật đản an lành muôn nơi. Chúng tôi xin được tuyên bố chương trình ca nhạc Phật giáo cúng dường Phật đản Phật lịch 2559-2015 với chủ đề Hạt bụi từ bi được bắt đầu. Chúng con xin được cảm ơn lời phát biểu khai mạc chương trình của Đại Đức Thích Giác Thiện, Phó Ban Tổ chức, Cố vấn Nghệ thuật của chương trình Hạt bụi từ bi. Kính thưa quý vị, trong chuỗi sự kiện kính mừng Đại lễ Phật đản, chúng ta sẽ cùng được nghe lại không gian âm nhạc của chương trình là sự kết nối các bài hát xuyên suốt mạch cảm xúc theo từng chương. Và giờ đây, xin kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng bước vào chương 1, Kính mừng Phật đản sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hãy subscribe.